Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay mình học tới tiếp tục kinh Trung Bộ, bài kinh số 64 là đại kinh Malunkiya Butta. Thì tuần trước thì sư cô giác hạnh đạo có thời pháp thoại với quý vị, cho nên là sư cô không có pháp thoại được, thì kinh số 63 cô đã giảng rồi. Quý vị nghe lại trên YouTube Giác Lễ Hiếu. Bài kinh số 63 là bài kinh rất ngắn và rất là thú vị về một cái vị đệ tử Phật. Giảng lại cho quý vị nào mà không nghe bài đó được biết. Có một vị đệ tử Phật, vị này đi tu theo Đức Phật, nhưng mà không phải vì muốn tu thành giác ngộ, mà vì có những cái câu hỏi rất là siêu hình học. Như Lai sau khi chết là còn hay mất? Như Lai gì đó, sắc là thường hay vô thường? Thế giới này là hữu biên hay vô biên? Vân vân, đó là những cái câu hỏi về duyên ngã tính. Bài 63 cô đã giảng rất kỹ, đó là cái trạng thái nói mê sảng. Có nhiều người đi chùa, đến chùa tại sao cô rất là ít muốn nói chuyện bên ngoài với quý vị là vậy đó. Mang trong mình cả một bầu trời kiến chấp, xong rồi hỏi xoáy đáp xoay, cứ nghĩ mình rất là thông thái, mình hỏi những cái câu hỏi về vũ trụ, về thiên văn, về triết học, về địa lý, hoặc những câu hỏi rất là siêu hình học, như sau khi chết là còn hay mất, và a la hán chết rồi đi về đâu, vân vân. Đó là những cái câu hỏi không dính líu gì đến đời tu mẹ nhé. Và Đức Phật mắng ngay lập tức, này cái kẻ ngu kia, hồi đó đi tu tôi có hứa với ông là tôi sẽ trả lời mấy câu hỏi này cho ông không? Nói vậy Thế Tôn chưa từng hứa, mà Đức Phật nói ngay luôn. Bởi vậy cho đến chết luôn mà ông chờ tôi trả lời thì ông sẽ bị chết trước khi nghe được câu trả lời của tôi. Đức Phật nói giống như là mình mà bị một cái mũi tên, nó bắn vô trong người, có ai đó bắn mình một mũi tên độc, thế là bắt đầu người thân gia đình mình xúm lại mổ cái mũi tên nó ra, muốn giật cái mũi tên nó ra để băng bó vết thương cho mình. Cái không, mình không cho giật ra, mình nói tôi sẽ không nhổ cái mũi tên này ra, chừng nào phải nói cho tôi biết ai làm cái mũi tên này, cái người bắn tôi là người Bà La Môn hay Chiên Đà La, cái mũi tên này làm bằng sắt thép loại gì, cái mũi tên này cái lông đằng sau là con chim hay loại gì, vân vân. Ngồi kể tất cả các thứ đó thì mình sẽ chết trước khi được chữa bệnh. Đức Phật nói vậy, mình hỏi những cái câu hỏi mà vô biên hữu hình siêu hình học như vậy đó, mình sẽ chết trước khi mình được có cái câu trả lời thích đáng. Đó là những cái vấn đề triết học rất là siêu hình và nó không có ý nghĩa. Cho nên Đức Thế Tôn bao giờ trả lời những câu hỏi đó. Ngài nói những gì mà ta biết giống như là lá trong rừng, còn những gì mà ta nói cho các ông như nắm lá trong lòng bàn tay ta thôi. Quý vị thấy lá trong lòng bàn tay với lá trên rừng, lá nào nhiều hơn? Đức Phật không phải là cái gì cũng biết cũng nói. Cho nên là người mà thấy càng ấy, sư cô hồi đó là lúc còn mới làm đạo tràng là sốt sắng ghê lắm, ai đến tư vấn cái gì là một người cũng ngồi nói, hai người cũng ngồi nói, đạo tràng 10 người cũng ngồi diễn tả từ sáng tới chiều là tiếp khách. Xong dần thấy chuyện đó nó vô cùng vô nghĩa, nó vô cùng vô nghĩa. Thì quý vị đến tìm quý sư cô á, không phải là để hỏi cái phương pháp để giải thoát nỗi khổ niềm đau, mà quý vị đến tìm quý sư cô là ngồi kể lễ. Nhiều khi đến chùa mà kể chuyện ta nói thôi rồi luôn cô, cái phòng ngay trên lầu á, cho nên là nói gì ở dưới này nó vọng lên là nghe hết, kể chuyện bên này bên kia bên đông bên tây kể hết một ngày. Có nhiều khi cô Trí cũng ngồi, là cô Trí là người mà chịu nghe nhất ở trong chùa mình, nó nghe miết, nghe hoài, nghe quỷ nghe mà không biết đường chận quý vị lại á, không biết quý vị đến tư vấn cho cô Trí hay kể công chuyện đời cho cô Trí cũng nghe nữa, nghe hoài mấy tiếng đồng hồ vẫn còn có chuyện nói, không được lợi lạc gì hết trơn. Tức là mục đích không phải đến đây để tìm hiểu cái phương pháp học hỏi sao mà để chuyển hóa cuộc đời, để sống bình an hạnh phúc, để gieo cái hạt mầm giác ngộ, mà kể lễ thôi rồi mà kể chuyện nó có hết không quý vị? Nói ngày nói đêm cũng không hết nữa. Sư cô là những năm gần lại đây là mình thấy cái thời gian của mình trên cõi đời này nó càng lúc càng ngắn lại. Nói thiệt với quý vị mà thân cận với sư cô thì biết đó, cô bệnh rất là nhiều, cho nên càng bệnh như vậy mình càng biết ơn cái cơn bệnh nó ghê lắm. Hôm qua mới khỏe đó, hôm nay nằm bệnh la liệt như vậy rồi, cho mình càng thấy cái thời gian của mình còn trên cuộc đời này nó ngắn lại đó, mình càng thấy là cái gì mà nó cần thiết cho đời tu mình. Nguyên một năm nay, hết nửa năm nay là bao nhiêu cái lễ hội, lễ lạc, lễ ơ đồ mời là cô từ chối toàn bộ, không có đi ba cái lễ hội văn hóa, lễ hội giao lưu này. Ngày xưa mê lắm, trời ơi, nói ngày xưa về cách đây vài năm thôi quý vị, cô chẳng những đi mà cô còn rủ cái gì theo nữa, cô bày cho người ta làm, nó cũng làm đủ chuyện ấy. Rồi năm nay cảm thấy là đó, nó có phải là cái lỗi cay của cuộc đời này không, nó có phải là cái chắc thật của mình không, cái quãng đời mình còn lại ở trên cái thế gian này nó ngắn như vậy nè, mỗi một ngày qua đi là mình biết mình già thêm một tuổi, mình gần đến cái già cái chết cái bệnh cỡ nào, mà mình cứ để cuộc đời mình nói ba cái chuyện trên trời dưới biển không. Nên sư cô là không có tiếp Phật tử nhiều luôn, cũng không có nghe kể lễ ý ôi nữa. Tại sao quý vị? Thì chủ yếu là muốn nói thôi, chứ chưa chắc là muốn nghe. Cô nói chưa chắc là về thực tập nữa kìa, mà không thực tập thì đâu có hiệu quả gì đâu. Cho nên một tiếng, hai tiếng cô ngồi tiếp quý vị không có ý nghĩa gì, không có giá trị gì hết trơn. Thôi cô ráng, bệnh đau gì ngồi đây một tiếng đồng hồ nói, gần hữu duyên thì quý vị 100 người, 200 người, 1.000 người, 2.000 người, hoặc 100.000 người, 200.000 người nghe được, thì trong đó ít nhiều cũng có chừng 10 người, 20 người chuyển hóa được, nó phải hiệu quả hơn không?
À, cho nên quý vị nào mà tới chùa mà kiếm cô chụp hình để kiếm cô để ngồi kể lể cuộc đời ha, quanh đi quẩn lại cũng là chồng con dày, con dày, gia đình con dày, má chồng con dày cũng vậy không à. Tức là muốn mà không được cho nên khổ, đơn giản vậy thôi. Mình muốn nó như vậy nhưng mà cái chuyện đời nó xảy ra nó không có như vậy cho nên là mình khổ vậy thôi ha. Đơn giản là muốn mà không được là khổ, chứ kể đông kể tây nó cũng ở trong cái chỗ đó đó. Mà vấn đề là cô muốn chuyển tải cho quý vị trong một cái thời gian ngắn ngủi quý vị, giá trị quý báu quý vị về đây là làm sao cho quý vị làm chủ cuộc đời mình nè, làm sao để cái thân và cái tâm an nè, không chịu nghe. À, đến kêu cô cầu an cầu siêu ghi cái sớ cúng vô trăm ngàn lẻ lắm, cái đó là sao xin Phật, xin Phật xong rồi xin quý sư cô nữa, tức là nhờ quý sư cô tu giùm, chứ bận quá mà, mắc bận lắm, không có bận tu, không có rảnh tu, cho nên là nhờ quý cô tu giùm chứ hồi hướng cho mình, đó là hình thức cầu an á, cho nó lẹ. Mà thích vậy chứ cô nói chứ hôm nay chùa có khóa tu nè, không ấy lỡ nhân duyên tới chùa rồi ở lại lại 108 lại với cô tụng thời kinh có phước đi kinh hành niệm Phật không? Không mà con bận lắm cô. Nhiều người tới chùa chụp 10 tấm hình xong đi về, đăng Facebook là tới thăm chùa cô rồi. Là tới chưa? Không biết tới chưa luôn á. Rồi mà lỡ mà hên mà gặp cô đi lang thang ngoài đường, bắt lại chụp cho tấm hình cái gặp cô Hiếu luôn rồi nè. Là gặp thiệt chưa? Chưa gặp gì hết trơn. À, cho nên là cô thấy rất là mà cô nói vậy là cô mất khách. Mà mất khách nhiều lắm luôn á. Nhiều người tới đây mà không gặp được cô, nghỉ bữa sáng bây giờ đi chùa nữa. Tại lặn lội đi xa quá mà. Tới đây mục đích là để cô phải ra ngồi tiếp mình mà. Mà cô không ra ngồi tiếp mình ha, dỗi bữa sáng mấy giờ đi chùa nữa. Nhưng mà không hiểu là cái giá trị vì sao quý vị phải đi chùa. Như kinh cũng vậy nè, có cái hay ho gì đâu mà cô cứ bắt ngồi nghe hoài. Trời ơi, nghe hoài, tuần trước nghe rồi tuần này nghe lại. Cô thấy hay chứ em thấy hay gì chưa, nghe hoài không hiểu luôn. Mà sao cô nói hoài vậy, còn cái mà em muốn nói muốn nghe cô không chịu nói cho em nghe. Chán đời vậy chứ. Cái ông này cũng đi tu, ông kế bên Đức Phật vậy đó, mà ông không học được một cái đức tính gì của Đức Phật. Đức Phật ăn uống nói nín động tĩnh, đi đứng ngồi nằm gì cũng là thân giáo. Ông không có thấy vui, ông không có thấy thỏa mãn. Ông đến ông hỏi bữa nay nha, Đức Phật mà không trả lời cho con 10 câu hỏi này nha, con trả y trả ông đi về, hoàn tục không tu nữa. Đức Phật nói, này kẻ vô minh kia, lúc ông đi tu với ta, ông ta có hứa là trả lời cho mấy câu này không? Nói dạ không. Đức Phật mắng cho một trận rồi Đức Phật mới nói là cái câu hỏi của ông nó ngu tới cỡ nào đó. Cho nên là nè, nếu mộng chờ ta trả lời câu hỏi đó, ông sẽ chết trước khi được trả lời. Nhưng mà rất là may, ông này là hỏi dốt vậy thôi, nhưng mà rất là chịu nghe. Khi Đức Phật quở một cái, ông đã hiểu là ông sai ở cái chỗ nào. Quý vị phải về nghe lại cái bài kinh số 63 cô giảng tuần trước nhé. Ông hiểu là ông sai cỡ nào, cho nên ông ở lại trong tăng đoàn, ông tu tiếp. Chứ không phải Đức Phật không trả lời 10 câu đó là ông đi về luôn. Ông đi về luôn là không có cái bài kinh số 64 để học đâu nha. À, nếu ví dụ bữa đó ông trả y, ông về rồi là bữa nay không có bài kinh này để học, mà là ông còn tu đó quý vị. Cho nên mới có tiếp cái bài kinh này. Chúng ta cũng vậy, đến chùa lỡ bị cô la cho một cái bắt đầu dỗi, nghĩ không bao giờ về chùa nữa. Là vĩnh viễn mình không gặp lại nhau trong phần đoạn sinh tử này. Nhưng mà cũng có những vị cô la xong dỗi, dỗi có bỏ đi thiệt. Có vị đi nhanh á, thì đi 1 tuần 2 tuần về. Có vị dỗi lâu hơn chút là đi 3-4 tháng về. Có vị dỗi lâu hơn nữa đi 3-4 năm mới về. Ờ mà thôi, ai về là cô cũng vui, ai về là cô cũng mừng à. Ít ra còn biết quay đầu là bờ, đúng không? À, còn nếu mà đi luôn là nghỉ luôn đó. Ông đó ông vậy bị Phật quở xong rồi, có ở lại tu nha. Thì bài kinh số 64 này, đây là bài kinh tiếp theo, gọi là Đại Kinh Malunkia Buddha. Malunkia là tên của ông tỳ kheo mà hỏi 10 câu hỏi siêu hình đối với Đức Phật đó. Thì bây giờ đại kinh, kinh này là bài kinh nó dài hơn bài kinh trước, vậy thôi. Bài này không có cái gì vui và hấp dẫn hết. Nói tới đây là mấy người đang ngồi coi trên YouTube chuyển kênh bà nó cho rồi ngồi nghe chứ nữa. Nhưng mà vẫn phải nghe, vẫn phải nghe, tại vì những cái gì mà nó đi thẳng vô cái chuyện mà tu á, nó chán vậy lắm, đúng không? Cô mà ngồi mà ghi, trời ơi, để đây, hôm qua em nằm mơ thấy cái đó phải không? Để cô giải mộng cho nghe. Trời ơi, trời, sáng nay giờ mới dậy luôn á, con mà phá thai rồi, con đâu có muốn phá đâu cô. Tại hoàn cảnh con phải phá thôi, mà từ hồi phá thai tới giờ con làm ăn không lên, đụng đâu xui đó, có phải vong linh theo báo quán không cô? Giờ con cúng làm sao cho vong linh nó đừng đi theo con nữa. Bắt đầu, ồ vậy ha, vong linh báo quán ghê lắm, lợi đây, lợi chùa cô cúng cho mấy trăm ngàn đi. Cô làm cái lễ là bảo đảm là làm ăn ngon lành, mới là cúng lẹ lắm. Chứ cô nói không có. Phá thai là cái nghiệp rất là nặng. Đã phá rồi là phải chịu quả báo thôi, trốn đường nào. Lúc dai thì là dai không chịu trả, mà tới hồi dai thì dai được, mà trả thì không thích trả. Sao được, lúc đi mượn tiền người ta thì dễ lắm, chứ lúc trả không thích trả. Có ai được vậy không? Vậy cái ít chăng cái trường hợp của cái người cho mượn tiền thì sao? Tiền mình cho mượn cũng đâu phải mình lừa đảo mà có đâu. Mình cũng làm ăn cực khổ lắm, mình mới thương nó khó khăn mình mới cho mượn chứ. Lúc cho mượn thì anh em cảm ơn quá trời, tới lúc đòi cái là rồi thôi luôn á. Có công cho mượn mắc công đòi không? Mình thích mượn tiền mà mình thích trả tiền. Và ai rảnh cho mình mượn tiền hoài.
Bây giờ mình gieo sát nghiệp mà ông thích trả nghiệp này, mình thích phá thai thôi, mình không thích chịu trách nhiệm đối với cái bào thai mà mình không có chuẩn bị sẵn sàng để sanh ra. Nhưng rồi sau cái chuyện phá thai đó, mình không chuẩn bị cái tư thế để mà quả báo xấu đến thì phải vui trả. Không có ai có cái tư thế quả báo xấu đến vui trả hết. Thấy làm ăn không lành bắt đầu đổ thừa cho dông lên thai nhi theo phá, bắt đầu kêu cúng bái tùm lum. Mà cô nói thiệt tình á, nghiệp đó nó nặng vô cùng, đâu phải mình giết một mạng người nó đồng với một mạng cá đâu. Bây giờ giết một bào thai chạy đến cúng cho cô 100.000 kêu cô đi thả phóng sanh con cá, rồi cái mạng cá với mạng người nó cân bằng không? Sao cân bằng được, mà mình thích cái dễ. Còn cái mà cô nói không, cái nghiệp nó lỡ nặng lắm rồi em ơi, thôi phải ráng sám hối trường kỳ. Về sám hối trường kỳ hết sức, trường chay làm này làm kia, công đức bố thí công quả, làm mọi thứ để mà hồi hướng lại. Rồi phải hiến máu hiến tiểu cầu, được hơn nữa là hiến xác hiến mô tạng cho y khoa. Làm được như vậy thì mình mới cần phần nào giải được cái nghiệp. Chứ mình giết người mà, thì khi mà mình hiến mô hiến tạng cho y khoa thì khi mà mình chết não đi, người ta có thể lấy mô tạng của mình cứu sống được từ 6 tới 12 con người khác. Thì có nghĩa là mình cho cái mầm sống cho 16 đến 12 người khác, thì cái nhân quả này phần nào nó mới công bằng chứ. Chứ mình phá thai thì dễ lắm, mình cắt cổ đầu nhỏ không cho nhỏ trồi đầu ra, rồi mình thả mấy con cá lóc cá ơ ngoài bờ sông, rồi mình nghĩ nó là triệt tiêu nhân quả. Đâu có, cô không thể nào nói cái gì mà sai với nhân quả được đó. Mà mình nói vậy cái bắt đầu thôi nghĩ bà này chắc không biết cúng đâu, không có linh, đi kiếm chùa khác để thầy khác cúng cho con. Cứ mà chỉ cho cái đường mà tu á là đi trốn mất tiêu à, còn chỉ cái đường mà xin cho lẹ đó là chùa đông khách đó, mà riết rồi mệt luôn á quý vị, riết rồi thấy nản luôn á, chúng sanh vô biên độ không nổi luôn, nói quá trời nói muốn rớt cái cổ họng ra. Nhất là những vị nào mà chuẩn bị phá thai đó nha, chuẩn bị có ý định phá thai mà chưa phá thai, trời ơi sống chết gì cô cũng ráng ngồi nói, 2 tiếng cô cũng ngồi khuyên, 3 tiếng cô cũng ngồi khuyên, khuyên muốn rớt cái lưỡi ra luôn, khuyên mà mình cảm nghe được cái nhịp tim của em bé trong bụng mẹ mà nó muốn cầu cứu mình luôn á, nói muốn đứt cái lưỡi về vẫn đi bệnh viện nạo thai à, nạo xong rồi đến quăng cho cô một cục tiền biểu cô lập bà dị. Trời ơi chán không muốn nhìn mặt bả luôn á, chứ thiệt trời quơ luôn á. Cho nên á rồi riết rồi trong cái vị trí của cô thấy cô mất niềm tin. Có đôi khi trong dòng đời đưa đẩy nhiều khi nở một nụ cười đời buồn đến mấy cũng lười thở than luôn quý vị. Độ sanh là mình phải có cái lòng từ bi, mà nhiều khi mình thấy mình lòng từ bi không nổi luôn á, tại vì mình đã quá quá biết là rồi đây nha, rồi mai mốt nha, 2-3 năm sau nha, làm ăn không thành tựu, vợ chồng cãi lộn cắn đắng, bắt đầu chạy tới cô ơi cô giải nghiệp giải quan trai giải chủ cho con, rồi vong linh nó theo phá chứ, vậy vậy muốn nó đừng theo phá từ đầu, đừng phá thai không thích, rồi bây giờ muốn có công đức để mà đừng có gặp tai nạn bệnh hoạn, hoặc có gặp tai nạn bệnh hoạn lừa đảo cô nói rồi, cái phước nó mênh mông đại hải thì mình mới có đủ sức để mà mình vượt qua được. Khi mà quả lành đến thì vui hưởng, quả xấu đến thì vui trả. Mà muốn có được cái tư thế tự tại thông dong đó thì bình thường mình phải tu hành tinh tấn đến mức độ nào? Biểu tu nghỉ tu à? À lúc còn sức khỏe khỏe mạnh là thấy đi nhậu đi chơi bận lắm trời, cô không biết đâu, đi từ Seoul xuống đây hả, xa muốn chết luôn hà, đón xe buýt thì lâu đó, mệt lắm vậy đó. Đó, đón xe buýt thì lâu, đi về chùa thì mệt, mới tụng đừng thời kinh bắt đầu đi kiếm cái góc nào mà trải chiếu nằm ngủ liền, tới hồi mà tới giờ pháp thoại của cô Hiếu là bày trò ra đi kiếm chuyện khác làm. À, mà tới hồi mà phước nó mòn đi rồi bắt đầu chạy đến khóc bù loa ở chùa này, là chứng kiến đó quý vị, có nhiều người đến khóc muốn lục cái chùa luôn, khóc mà 3 sư cô 4 sư cô đến khuyên không nín luôn mà. Vậy chứ lúc mà còn đang cười tươi như hoa, đang mọi thứ nó đang có cái cơ hội để làm phước cho nó tăng thêm, không thấy tới chùa luôn. Rồi tới chùa mà gặp ông Phật mà khóc, ta nói trào dâng tâm hồn luôn à. Biết rồi, nó bị sơ cứng cái trái tim này. Thôi quý vị ráng để cho cô có một cái niềm tin trong cái lý tưởng làm đạo của mình. Dạo gần đây là thấy chúng sanh can cường độ không nổi luôn. Độ không nổi. Cho nên á, bởi vậy cô mới nói ngay cả bản thân sư cô cũng vậy nè. Giảng cái này cho quý vị biết để một lần nữa để coi lại chính mình nè. Mình có làm chủ được cái thân mình không? Mình không làm chủ được cái thân mình nè, mà mình còn bày đặt không chịu tu nữa. Mình không bày đặt không chịu tu, vậy mình làm chủ được cái nghiệp của mình không? Không luôn, mình mất chủ quyền luôn. Mình còn bày đặt không tu nữa là cái gì? Tham sân si mạn nghi, 5 cái hạ phần thiết xử. Hôm nay bài này nói tới 5 phần hạ phần thiết xử nè. Tham sân si mạn nghi nó tới là nó dìm mình đi luôn. Mình mất cái chủ quyền, mình có cái thân ở đây, mình trau chuốt cho đẹp, mình trang trí, mình đắp mặt nạ, rồi mình làm ơ đồ, mình bận đồ thiệt đẹp. Nhưng mình là không có chủ quyền đó. Nó muốn bệnh là nó bệnh đó nha. Nó muốn đau răng là nó đau răng, nó muốn sốt là nó sốt. Rồi tới hồi mà nó hết phước rồi ha, là nó muốn sân là nó sân, nó muốn tham là tham, nó muốn si là si, nó tạo bao nhiêu ác nghiệp. Cho mình sống đây mình đâu có chủ quyền đâu, nghiệp lôi đi mà ông thấy mình là con rối trên cái sân khấu cuộc đời này.
mà mình còn để người ta giật dây cho mình làm con rối cho người ta coi nữa, người ta khen mình cái mình trời ơi mình mặt mày phỏng mỏ lên, thế lỗ mũi nó phình ra, mà thiếu điều lấy cái đồng bàn úp lại luôn. Còn ai mà lỡ chê mình một cái thôi là mình quạo bồ đề gai, mình chích, mình ghim khắp nơi, đó là mình làm con rối cho cuộc đời nữa, đúng không? Bữa nay là sư cô sau một cái khoảng thời gian mà cọ xát rất là nhiều, hơn một năm nay làm cái công tác quản lý, trước giờ mình làm công tác quản lý, mình làm công ty giáo dục thôi. Quý vị ghét hay thương cô, về cô cũng ăn đậu hũ chí chao ở với sư bà sư ông, ví dụ đâu có cơ hội để làm phiền não cô đâu. Rồi đó là chỉ làm công tác giáo dục, nhưng mà hơn một năm nay làm công tác quản lý là cọ xát với Phật tử rất nhiều, cho mình mới thấy được là mình phải có được một cái bản lĩnh vững chãi. Người ta chửi mình, người ta dỗi mình, người ta nói xấu mình, người ta thị phi mình, không sao hết trơn. Thậm chí người ta còn hại mình, chơi xấu mình, nhất là những người mà đã từng mà hỗ trợ mình, bên cạnh mình, trong ruột mình á, là còn dễ hại mình chết nữa. Không sao hết trơn, niệm Phật mà qua. Rồi ví dụ người ta thương mình, người ta đến mình, người ta ủng hộ, người ta xun xe mình các kiểu, à, thôi không sao hết trơn, cái này nó cũng vô thường, nó qua. Quý vị tập cái đó trong cuộc đời. Ông này một thời Đức Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, giờ mà còn ai không biết Jetavana nữa là thôi luôn nha. Tới bài kinh số 64 rồi đó, Jetavana là kỳ thọ cấp cô độc viên, vườn của ông cấp cô độc và cây của Thái tử Kỳ Đà. Tại tịnh xá ông Anathabindika, Anathabindika là tên của ông cấp cô độc. Những vị tỳ kheo ấy vân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các ông có thọ trì năm hạ phần kiết sử do ta giảng dạy hay không? Chúng ta thấy bậc đạo sư đi hỏi thăm đệ tử không? Vậy là hôm qua tụi con đi khất thực có ai cho gì ngon ăn không? Tối hôm qua ngủ được không? Có hỏi gì không? Không. Bậc đạo sư người ta đi thăm đệ tử ta hỏi gì đó. Này tỳ kheo, các ông có thọ trì năm hạ phần kiết sử do ta giảng dạy không? Tức là bình thường thầy dạy tụi con có thọ trì không? Tụi con có làm theo không? Đó là câu mà đạo sư đi hỏi Phật tử á. Cho nên quý vị mà gặp cô cái hỏi: Cô cái vé máy bay này, từ Hàn Quốc này về Việt Nam bao nhiêu? Chán cuộc đời. Hôm qua mới trên Facebook xong, con tính qua cô dự lễ trai tăng á, vé máy bay từ Việt Nam đi Hàn Quốc nhiêu? Nhiêu thì hỏi cái chỗ mà bán vé máy bay chứ mắc gì hỏi cô. Gì mà cũng hỏi cô cho đành đoạn được chứ. Quá trời quá đất đây nè. Đạo sư ta đi hỏi đệ tử, nó trí tuệ vô cùng. Gặp mình cứ hỏi là hôm nay ăn cái gì, mai ăn cái kia, tụi con tối ngủ có ngon không? Giờ cũng có, ví dụ mà hôm bữa thầy gửi cái áo đó tặng cho con bận được không? Chùa bữa chia vớ có lấy chưa? À, trời mình vui lắm nha. Trời ơi, chùa này thân thiện, mấy sư cô quan tâm mình. Cái xuống cô hỏi: Sáng nay quý vị ăn cơm ở trong chánh niệm không? Có ồn không? Tối có giữ gì đúng giờ chỉ tịnh có ngủ không? Cô nói gì mất hứng à con, bắt đầu nghỉ tu rồi. Hỏi với nhau là hỏi sao có thọ trì năm cái hạ phần kiết sử do ta giảng dạy không? Nghe vậy, nghe Đức Thế Tôn hỏi, lập tức trả lời liền: Ai? Ông á, ông bữa hỏi Đức Phật đó. Tôn giả Malukya Buddha bạch Đức Thế Tôn: Dạ, con có thọ trì năm hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. Đức Thế Tôn hỏi: Malukya, ông thọ trì như thế nào? Đặng coi ông trả lời nè: Bạch Thế Tôn, con thọ trì thân kiến là hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy, con thọ trì nghi là hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy, con thọ trì giới cấm thủ là hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy, con thọ trì dục tham là hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. Bạch Thế Tôn, con thọ trì sân là hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. Như vậy Bạch Thế Tôn, con thọ trì năm hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. Lanh lợi không? Mồm miệng đỡ tay chân đó. Có chứ, thọ trì năm cái luôn đó. Thọ trì cái gì đây? Thân kiến nè, rồi thân kiến nè, nghi nè, giới cấm thủ nè, dục tham nè, gì nữa, cái cuối cùng là gì đây? À, sân. Nhưng mà Đức Thế Tôn biết ông này chưa có hiểu. Ngài hỏi là Ngài đã có mục đích rồi, Ngài hỏi là Ngài đã nhìn thấy đối tượng rồi. Cho nên Đức Phật hiểu rằng Malukya thượng tọa này, vị tỳ kheo này đã hiểu lầm cái gì. Thượng tọa cũng trả lời về năm cái hạ phần kiết sử, nhưng mà không có đúng theo cái mà Đức Phật dạy, mà là ông có một cái kiến chấp như thế nào. Ông có cái kiến chấp rằng một người chỉ có bị trói buộc bởi những cái ô nhiễm khi nào mà những cái ô nhiễm đó tấn công người đó, tức là những khi nào cái phiền não tấn công người đó thôi thì người đó mới bị ô nhiễm, chứ còn trong cái lúc khác á, là không có bị ô nhiễm. Cho nên ổng nói là ngoại trừ, giống như là ngoại trừ những cái lúc mà con phạm lỗi ra đó, là con không có phạm lỗi gì luôn, lúc nào con cũng thọ trì đó. Quý vị hiểu không? Giống như cô hỏi là quý vị có chánh niệm không? À, quý vị nói dạ có chứ, con chánh niệm ghê lắm. Nhưng mà sao là cái lúc mà cô bắt ăn cơm trong chánh niệm thì vậy thôi, còn ngoài cái giờ ăn cơm trong chánh niệm là trời ơi nó bung bét ra luôn. Là Đức Phật biết ông này ổng như vậy đó, cho nên Đức Phật mới nói vậy nè. Không phải, có phải là ông nghĩ là các tu sĩ ngoại đạo hay đưa một cái ví dụ về con nít, tức là Đức Phật đưa một cái ví dụ Đức Phật hiểu là ông này tại sao có thể trả lời là ngoại trừ những cái lúc bị phiền não ra thì con không bị phiền não. Đây là một cái câu cà khịa thôi, ngoại trừ những lúc cái bị phiền não ra thì con không có bị phiền não, quý vị hiểu không?
mà cái thời gian mình bị phiền não nó nhiều hơn cái thời gian mà mình sống trong chánh kiến, sống với chân tâm chứ. Giống như cô hỏi quý vị có hòa hợp với nhau không? Dạ ngoại trừ mấy cái bà nội đó ra con không có chơi thôi là con hòa hợp hết đó cô. Kiểu vậy đó. Con ghét cái chị đó con không có chơi thôi chứ con hòa hợp hết, con hòa đồng lắm. Mà con dướng ai là con dướng không? Dướng là vẫn dướng chứ, mắc gì đâu mà không dướng. Nhưng mà tưởng đâu mình ngon lành lắm, tưởng đâu là mình trừ mấy cái bà đó, bà không cần tần số với mình, mấy bà đó nó xấu, u gì chơi với bà. Còn lại mình dễ thương muốn chết, mình hòa đồng muốn chết, mình ngoại giao dễ thương lắm, lúc nào mình cũng nghĩ vậy hết trơn á. Là giống như ông này nè, vậy là có thọ trì chưa? Chưa hề có thọ trì gì hết. Đức Phật mới đưa một cái ví dụ. Giống như một đứa con nít. Bây giờ cô nói cái ví dụ này. Để rồi đầu tháng 7 là chúng ta có khóa tu bát quan trai đầu tiên của đạo tràng mình. Sư cô nói đó, khi tăng đoàn được thành lập, chánh điện được xây dựng hoàn công, điều đầu tiên sư cô sẽ tổ chức đó là khóa tu bát quan trai giới cho quý vị, để quý vị thọ trì 8 cái giới pháp như người tu trong vòng một ngày một đêm. Nhờ cái phước quý vị thọ trì 8 cái điều giới này trong trọn vẹn một ngày một đêm, đủ phước để quý vị sanh thiên. Cô rất là khuyến khích quý vị thọ trì như vậy. Nhưng mà có nhiều người lại suy nghĩ như vậy nè, không phạm giới là thọ giới. Rất nhiều Phật tử rơi vào cái tà kiến này. Đó là sao? Cái thời Covid á, cô nhận được cái câu hỏi này khá là nhiều. Do là Covid thì quý vị không có đến chùa trực tiếp được, mà cái nhu cầu tu học thì nó vẫn có. Do đó là quý thầy phương tiện thọ giới cho quý vị online. Tức là buổi sáng quý vị bật điện thoại lên để mà nhận giới, bật vào cái Zoom hay một cái Google Meeting gì đó để quý vị nhận giới. Sau đó là quý vị sẽ tự giữ giới ở nhà cho tới hết thời khóa thì xả giới online. Nhưng mà có những người ở ngược bán cầu, nghĩa là ở Việt Nam là buổi sáng thì quý vị là buổi tối, cho nên quý vị bật cái điện thoại lên để mà nhận giới xong là quý ngủ ngủ một giấc cho tới sáng hôm sau là hết giờ thọ giới luôn đó. Xong mà mình cứ đinh ninh là mình đã thọ giới bác con trai được một ngày rồi. Tại vì mình có phạm gì đâu, mình nằm ngủ thôi mà. Mình nằm ngủ nghĩa là mình sẽ không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu luôn đó. Đúng không? Thậm chí mình ngủ dưới đất mà mình đâu có nằm giường cao chiếu rộng đâu, cho nên là mình chắc chắn là mà mình đi ngủ chẳng lẽ mình xịt nước bông nước hoa gì mình không xịt luôn, mình không dùng tràng hoa phấn sáp gì hết, vậy là mình tám giới mình trọn vẹn rồi. Không phải nha quý vị, không phạm giới không có nghĩa là đã thọ giới. Mà cô nói cái này bữa trước cô bị chửi nè, mấy người học Phật lơ tơ mơ là bắt đầu nói cô nói bậy. Cô nhắc lại một lần nữa, cô không có nói bậy. Không phạm giới không có nghĩa là thọ giới. Tại vì sao? Tại vì quý vị không phạm chứ đâu phải là quý vị đã trì được cái giới đó đâu. Chứ mình ngủ một giấc từ sớm ơi như vậy là mình có trì giới gì không? Mình đâu có trì giới gì đâu, nhưng mà mình vẫn nghĩ là mình đã thọ giới được rồi. Cái này nó sai, rất sai. Đức Phật đưa một cái ví dụ như nè, như một đứa con nít. Đây là cái ví dụ mà Đức Phật tự nêu trong kinh để cho Malunkia thấy rằng mình đang suy nghĩ sai như thế nào. Giống như một đứa trẻ nít ngây thơ, nó vẫn có năm hạ phần kiết sử này. Theo Malunkia suy nghĩ là miễn là không phạm, miễn là nó không bị tác động thì dĩ nhiên là mình không có, đúng không? Mình không có bị năm hạ phần kiết sử trói buộc này. Đây năm hạ phần kiết sử thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục sân là năm cái trạng thái cảm xúc cấp thấp mà nó trói buộc mình trong phiền não và luân hồi. Cái này cô đã giảng rất kỹ năm cái hạ phần kiết sử này trong chuỗi bài Phật học phổ thông. Do đó ở đây cô không đi định nghĩa từng cái một. Vị nào mà tới đây mới nghe pháp thoại của cô chưa nghe được cái bài cô giảng về năm hạ phần kiết sử này thì phải lên YouTube Giác Lệ Hiếu vào cái folder Phật học phổ thông nghe lại nguyên cái chuỗi bài này. Đó là những cái trói buộc thấp, nó mang cái tính tiềm tàng, nó ngủ ngầm. Mà nếu mình không chuyển hóa được thì không bao giờ mình có thể trở thành bậc thánh. Nghĩa là nó khiến mình đi luân hồi trôi lăn sinh tử, mà thường là trôi lăn vào các cảnh giới thấp. Tại vì sao? Thân kiến nè, tức là cho cái thân này là thường còn vĩnh viễn nè đó. Nghi, trời, cái trạng thái nghi ngờ, quý vị, cái này cô giảng rất 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 nhiều, cô giảng trong bài ngũ căn ngũ lực luôn rồi. Cái trạng thái nghi ngờ nó làm cho mình không làm được một cái gì nên tích sự hết á. Nghi pháp, nghi nhân, nghi đủ thứ hết. Nghi là vậy nè, trời ơi, bà sư cô này biết tu có đúng Phật giáo không, nói vô có trúng không, ngu gì nghe. Rồi bắt đầu không vẫn tin cô nha, nhưng mà bắt đầu nghi, trời, cái pháp này Phật dạy lâu lắm, khó lắm, Phật mới làm được chứ mình không làm được, thôi ngu gì theo. Hoặc là nghi chính bản thân mình, tin pháp của Phật, tin cô thiệt nhưng mà không tin bản thân mình à. Trời ơi, ông sân si muốn chết, không tu được đâu, thôi đừng quy y cho con không tu được đâu, kỳ vậy, nó ngược ngạo. Tại vì chưa có tu được vẫn còn phiền não cho nên quy y giữ giới để tu dần dần. Mà không, chờ khi nào con hết sân rồi con quy y, chưa hết sân rồi thành thánh rồi, ngu gì quy y chi, để cô đảnh lễ cúng dường chứ. Ai nói ngược vậy lắm, trời ơi, cô ơi, con còn sân si lắm, con không có tới chùa được đâu. Tại còn sân si nên mới phải tới chùa đó, chứ hết sân si rồi ở nhà cũng là cực lạc, mắc gì tới chùa nữa. Mà cứ hay nói ngược vậy luôn á. Nè, cô gặp mấy trường hợp mà cứ thoái thác cho cái việc mà không giữ giới được là cứ nói ngược vậy nè. Ồ, con chưa tu được đâu cô ơi, con còn dữ lắm, con còn tham dữ lắm, còn tham ngủ, tham ăn, đủ thứ hết trơn, con còn hay nói dối.
Ủa tại vậy cho nên mới phải giữ giới để nó giữ mình lại đó, nó giữ mình không có đi xa hơn cái hố thẳm vực sâu đó. Nghi là cái trạng thái mà không nghi, không tin vào bản thân mình, không tin mình có khả năng làm được. Cô giao cho việc gì thôi con làm được đâu, ôi con làm được đâu, ôi cái này sao mà em học được chị ơi, vô học tiếng Hàn, qua đây kêu học tiếng Hàn, thôi trời em thấy chữ em chóng mặt rồi, em không có học đâu. Đó mình nghi vậy đó, mình nghi vậy đó, xong ai rủ mình đầu tư rồi chỗ này nè, mà làm ăn vậy đi, giờ mua miếng đất này hái mình là làm mở cái quán này vậy, trời ơi giờ dịch bệnh lắm, bán buôn gì ấy ẩm lắm, em làm đâu, cứ vậy đó. Và rồi đi lời chùa này khóa tu vui lắm, thôi xa lắm rồi, ở nhà tu tâm là được rồi chị ơi, đi đến chùa biết tu có được không rồi phiền não đó, dạng đó đó, nghi vậy đó, cả đời không làm được gì hết trơn, xong mình đi rủ mà bố thí cúng dường ở đâu, trời giờ lừa đảo tùm lum chuyện biết đâu, trời nói như trí thức lắm vậy đó, trời ơi số tài khoản đồ là người ta giả mạo hết trơn á, bảo lục rồi chị cũng thấy hả, nghệ sĩ người ta còn lừa đảo tùm lum, bắt đầu nghĩ nó đâu có tin ai đâu, tiền cũng không bố thí, bản thân mình cũng thèm tu, là cái trạng thái nghi này nè, nó dẫn cho đời mình đi loanh quanh cho đời mỏi mệt. Giống như giờ cô đóng cái cửa lại ha, cái cô để cô đốt nhang á, cô đốt nhang một bó vậy nè, quý vị tưởng tượng không, cái khói đó nó sẽ bay xà dòng ở đây, nó đâu có chỗ thoát đâu, rồi ai ung thư chết cả chùm mình luôn, chết chùm luôn, đúng không? Là tại vì cái loanh quanh đó, cái suy nghĩ mà nó cứ lẫn quà lẫn quẩn đó, thì mình cứ làm đi. Bởi bữa trước cô nói với mấy em, cô rất là không có niềm tin với mấy cái người mà nói không, không có làm. Lúc mà họ giao công chuyện cho là bắt đầu không làm nha, im, không làm mà tỏ vẻ rất là kiểu như là ta đây biết ghê lắm á, ta không thèm nói thôi. Cô không có đánh giá cao mấy người này nha, kể cả tu sĩ cũng có mấy người vậy đó, hỏi im không trả lời, hỏi trời ơi chị ơi à, chị thấy chùa em này có cái góp ý gì không để tụi em làm đạo vậy, im không nói à, như tưởng là mình trí thức ghê lắm, mình biết nhiều lắm mà ta không thèm nói với mày nghe thôi, thiệt ra không biết gì hết trơn, với lại cũng không có tự tin để làm gì hết trơn, cái chờ người ta làm xong chê chùa đây bị hoài. Bữa cô kêu mua cái xe cũng vậy, đi hỏi thăm giùm cô mua cái xe để đưa đón Phật tử nha, không ai nói một tiếng nào, im ru. Tới hồi chùa mua cái xe về, trời ơi cái xe đó mà mua dĩ hả, em lại mua bằng nửa giá hà, ủa vậy sao hôm bữa 2 tháng trời tao nhờ đi mua không mua giùm nửa giá đi, em cảm ơn gần chết. Cho mấy người đó cũng không bao giờ đánh giá cao. Giờ nấu ăn cũng vậy, em nhà em nấu giỏi biết mấy, ở Việt Nam em nấu phá tu đồ lớn không á chị, mà tới chùa không thấy nấu gì hết trơn à, mà tao nấu gì lên là chê à, món này mà nấu dĩ sao mà ngon. Thì mấy chị này không biết nấu rồi, người ta không biết nấu nhưng mà người ta phát tâm xuống bếp nấu cho mình ăn à, ngon dở gì ít ra người ta dọn lên mâm cho mình rồi, đúng không? Không đói được qua bữa, còn mình ngồi im im như kiểu gì mình cũng biết hết trơn á, mà không bao giờ thấy mình xuống bếp nấu cái gì cho ai ăn luôn. Cho mấy người đó cô mới hợp tần số nha quý vị, sao chứ không biết, chứ cô không bao giờ đánh giá cao mấy người ngồi im một đống tỏ vẻ hiền triết, tỏ vẻ rất là kiểu vậy, từ cô tu sĩ tới cư sĩ, cô mệt mỏi cái dạng người này lắm. Dù mình biết tới đâu, mình góp ý tới đạo tràng tới đó. Nè tụi con còn nhỏ ha, quý vị quý thầy lớn, tụi con còn nhỏ ha, cái này chưa có được nè, thôi cùng mình làm vậy coi có được không. Giống như cô giác hạnh đạo, cô giác hạnh lý qua đó, quý sư cô mới qua thôi nhưng mà có rất nhiều đóng góp lớn lao cho chùa, sư cô thấy cực kỳ biết ơn luôn. Biết ơn mà từ sâu thẳm trong lòng, biết ơn tới mức mà bữa nay cô đi đảnh lễ quý thầy, từ thầy Hàn cho tới thầy Việt đều nói bữa nay mặt mũi con nó sáng sủa ra luôn á Hiếu. Từ mấy bữa mình ơn, một mình ơn mình trong ngoài, mình gánh mình lúc nào cũng nặng gánh á, mình quầu quầu nhăn nhăn không. Từ khi mà hai sư cô qua là nó khác hẳn. Nó cái người mà ta có cái tâm cho đại chúng á, cái hành vi, cái ứng xử của người ta, lời nói ở đâu nó trúng chỗ đó liền. Nó rất là hiệu quả. Đó đâu cần mình phải học cao hiểu rộng, đâu cần mình phải tỏ ra là biết nhiều mà ngu gì nói cho mày nghe đâu. Đâu đâu vậy đâu. Hai cô qua đây là tuy là chữ Hàn là chưa biết nè, phong thủy văn hóa tập quán vùng miền ở đây là chưa rành nè, nhưng mà chỉ cần qua một tuần sinh hoạt thôi, quý sư cô nhận ra à cái vấn đề này mình cần làm như vậy nó ổn nè em, à cái này mình sửa lại như vậy được nè cưng, bắt đầu là dạy lại cho cô mà nói rất là dễ thương. Hiểu không, mấy thay là mình làm vậy đi em, rồi mình biết ơn sâu sắc luôn. Từ ngày có cô Đạo với cô Lý qua, cô nói thiệt cái chùa nó có một gương mặt mới. Trưa nay quý vị đi kinh hành niệm Phật có thấy hoan hỷ không? Kinh hành niệm Phật là ý tưởng của hai sư cô đó. Chính hai sư cô đem khánh đem mỏ lên, biểu sư cô là làm như vậy đi em, cho Phật tử chánh niệm, mưa gió rồi nắng nôi làm sao em. Thương ghê không? Chúng ta thấy không? Không phải là mình cần học giỏi biết nhiều, mà quan trọng là biết điều đó. Cái gì cũng biết mà không biết điều là sống ở đâu người ta cũng ghét hết. Còn cái mà mình biết sống vì đại chúng, biết điều á, mình sống ở đâu ai cũng thương hết. Mình ở đâu ai cũng quý hết á. Mình cái sự có mặt của mình đem đến cái lợi lạc lớn cho đại chúng. Cái người đó cô cực kỳ trân trọng.
cho mấy em ở đây cũng vậy nè. Thật ra trong bếp mình phước hay là huệ đồ hồi nó mới về chùa nó đâu biết nấu ăn đâu, thực sự không hề biết nấu ăn. 30 Tết gặp trúng bà cô Hiếu, bà cô nói chưa chết rồi, bữa nay là hai em bếp chính của chùa là em đi về Việt Nam rồi. Hồi mấy em biết nấu không, em nấu giùm chùa được không? Mà bây giờ có một mình ơn cô, quý vị biết rồi, Tết nhất có một mình ơn cô làm sao mà cô lo bếp nút mà trên dưới được. Em chỉ nói một câu thôi, dạ con chưa từng nấu nhưng mà con sẽ thử cô. Và em nấu tới giờ luôn đó quý vị. Nó cái người đó mình trân trọng không? À, những bài bạc đặt ra trời này em rành lắm rồi đó, quê em nấu hết trơn á, không thấy nấu gì hết trơn á. Giống như vậy đó, vô đây cô biểu niệm Phật, ngồi thiền tụng kinh. Trời ơi, giờ mà còn tụng Di Đà, giờ mà còn niệm Phật, có giờ phải đi tu thiền Vipassana rồi mới thành thánh được cô ơi. À, chê tu thấp rồi nghỉ tu nữa hả? Không biết thiền được Vipassana, không thấy Vipassala không á, ngồi la không chứ nói gì đâu, có làm gì đâu. Người ta không có được gì đó, nhưng mà tuần nào người ta cũng về đây, người ta niệm Phật, người ta công quả công phu, chính cô nhìn thấy nó thay đổi từng ngày đó. Còn mình chơi người ta chứ chưa thấy mình tu được ngày nào. À, cái dạng này đây nè, nghi nè, thân kiến nè, chấp tùm lum. Rồi giới cấm thủ, tu một hồi bắt đầu giới cấm thủ vô. Hồi mới đi chùa mới dễ thương gì đâu á, gặp ai cũng chào, đi chùa hồi là bắt đầu là mình thành đại bàng xanh, đại bàng đỏ ở trong chùa luôn. Tự nhiên à, ai vô mình cũng chửi hết á, ai vô mình cũng la hết trơn à. Thì người ta không biết, hồi sáng đó cô nói đó, sáng nay qua nay từ tuần trước đến tuần này luôn, biết sao mà trời đẹp hay sao á, toàn người lạ tới chùa, toàn người mới đến chùa lần đầu. Mà quý vị biết rồi, anh chị em phụng sự mà tới chùa thì nó rất là dễ dàng luôn, giống như là chùa nhà vậy đó, ăn uống ngủ nghỉ là tự lo hết. Nhưng mà người mới đến chùa thì sao, người ta đâu biết gì đâu, là phải ra nè, mời nước mời nôi nè, hướng dẫn nè, chánh điện ở đây nè chị, nhà vệ sinh ở đây nè chị, đi tắm ở chỗ này nè chị, rồi sao, rồi giờ này là giờ tụng kinh nè chị, tụng kinh hay bà bận cáo tràng vô nha chị, rồi bận cáo tràng đâu biết đường bận đâu, hai sợi dây này là cột lợi với nhau đấy chị, nó từng chút một. Mà mấy em nó quá là cực đi, mà toàn là người mới tới chùa lần đầu không. Cái cô mới nói đó, hồi sáng nay cô cũng vậy, tự nhiên ập vô luôn, một dạng đang ngồi thiền con lành, tới 5:30 sáng là đã tới check in chùa rồi, nói líu lo ngoài sân rồi, trong này cả đại chúng người ta đang ngồi thiền, mình líu lo ngoài sân, trong này rộn ràng luôn à, ở đâu biết gì đâu. Rồi xong rồi ập vô thêm một tour nữa, toàn người mới không. Thì ban lễ tân là cực nhất, quý sư cô trong chùa là cực nhất, phải nói là cái hạnh nhẫn nhục của cô đạo cô Lý số 1 của nhà mình luôn á. Cô là còn có thể bỏ trốn, còn hai sư cô là trường kỳ kháng chiến, tiếp Phật tử từ sáng cho tới chiều, hướng dẫn từng chút chứ từng nổi quạo cho quý Phật tử á, về chùa học cái hạnh của cô đạo với cô Lý, rất là dễ thương, từng chút một hướng dẫn quá trời. Cô trên phòng cô cũng quá mệt mỏi rồi, hôm nay mình sốt nữa cho nên mình không biết là tụng kinh đụng đám đồ, còn thuyết pháp giảng kinh nữa, mình sẽ không thể nào tiếp Phật tử như vậy được. Nhưng mà nhìn thấy mấy chị với mấy em thương quá, mình xuống nói với em bé Tiên chứ, Tiên sao bữa nay chùa mình toàn người mới đến không con? Cái nó cười hì hì, nó cũng mới vừa dọn rửa mời khách mời nước xong, nó qua nó nói cô một câu chứ, cô có mới rồi mới có cũ, cô hơi kệ không sao cô. Giống như nó thuyết pháp lại cho cô vậy đó, cái gì đây không, nói cô một câu cái cô hết quạo luôn à. Cô có mới rồi mới có cũ cô, mấy chị mới về rồi mai mốt mới thành cũ được cô. Thương vậy chứ đó, mình thấy tu là ngay cái chỗ đó đó, không có quạo gì hết trơn à. Chứ không phải là tu được một thời gian vô cái sao chị mà cái áo vàng gì không có đúng, trời ơi sao lên chánh điện mà không bằng áo tràng, cái nạt người ta cái bữa sau tao nghĩ tới chùa lắm, tao mới tới chùa lần đầu tôi chưa biết đôi dép bỏ đâu nữa, nặng tao tới tao đi rồi. May, rất may là chùa mình là các em mà phụng sự càng lâu với sư cô lại càng dễ thương, thậm chí có thể giao hoàn toàn cho khách hứa cho các em, mà cô biết là các em sẽ rất là nhu nhuyến khéo léo trong ứng xử, không có làm phiền lòng ai, mà ráng giữ cái tâm này đi tới đi lui đi bền vững nha, chứ đừng có bữa nay cô khen chứ mai nó té hen ra ngoài mất công cô hốt lại cô xóa cái clip này ngại. Ráng mình tu sao mà cho ngày đầu cho tới ngày cuối mình càng biết nhiều mình càng dễ thương, mình càng biết nhiều mình càng xung phong làm cái chuyện khó. Mình ở trong ruột trong nhà rồi, mình biết cái chỗ nào là yếu điểm, lúc mà rửa chén đúng không, lúc mà chà nhà vệ sinh đúng không, lúc mà đổ rác đúng không, đó là những cái công tác không phải là dễ dàng mà ai cũng có thể nhúng tay vào làm. Ở đây cô nhìn thấy được hết chứ, chùa mình gần 50 cái CCTV, cái camera an ninh, mình ngồi trên chứ mình nhìn thấy được hết chứ. Có người tới chùa từ sáng tới chiều là ngồi ngay cái bàn đó trình hình, pha trà ra ngồi rất là đạo mạo, không làm gì hết trơn, nói hết chuyện mình xong nói chuyện người xong nói xấu tới thầy cô. Nói quá trời nói. Nhưng mà cũng có những người tới chùa bỏ cái áo bỏ đôi dép ra cái là thấy ra ngoài bãi rác liền à, biết rằng chi không, phân loại rác đi đổ đó, không cần nói ai. Cái đến chùa cái là xá Phật ba xá thành kính, cái là cắp cái nón đi à, biết chi không, đi ra ngoài nhổ cỏ. Sáng cô còn mới biểu đi nhổ cỏ, mấy em nó nói tụi con nhổ hết rồi cô. Thế phải dễ thương không? Đó là Nam Mô Thường Nhổ Cỏ Bồ Tát Ma Ha Tát luôn á.
không ai biểu, không ai làm luôn. Tới hồi biểu xong là cái cỏ nó sạch rồi. Đó, có những người đến chùa vậy chứ. Có những người đến chùa là phát nguyện, thôi rất là thích đi tu cho thèm lên chùa lắm chứ không, mà biết giờ này quý cô lên công phu rồi, thôi em ở đây em giữ nhà. Giữ nhà đặng chi? Đặng đón mấy Bồ Tát mới lần đầu đới đó. Mấy Bồ Tát mà sơ rớ đến chụp hình check in không đó, là đón mấy Bồ Tát đó đó. Mấy Bồ Tát đó cũng quan trọng lắm, thì phải đón tiếp tử tế thì bữa sau Bồ Tát mới tới nữa. Chứ không Bồ Tát giận, Bồ Tát đi luôn. Chứ Bồ Tát mới có phát tâm hả? Mới có phát tâm ngày đầu à, tới không thấy ai đón tiếp, chùa gì kỳ cục à, nghĩ gặp Bồ Tát lần hai luôn. Đó, cho nên phải có cái Bồ Tát cũ trụ ở trong nhà để đón Bồ Tát mới vô. Gian nan lắm quý vị, phải nói. Đó, chứ có người mà giới cấm thủ là bắt đầu chấp luôn. Chị mới đi chùa, chị đừng đứng sau lưng sư cô, để em dành lên trước. Gian nan. Nếu quý vị tu hồi đừng có giới cấm thủ này, rồi cái dục và cái sân, chữ dục, chữ sân cô nói hoài, riêng cái chữ sân ha. Tại cô cũng là người nóng tính, mình cầu toàn là mình nóng tính mà mình nhanh nữa. Bởi mấy đứa mà xó rớ lên, bé Dương này nè, bé Dương ngồi đây. Bé Dương là ngày đầu tiên đến chùa cô chỉ quay qua cô nói một câu thôi, em ở cách xa cô 5 mét giùm, đi theo cô Trí, bước lại gần cô, để từ từ thấm tương giao rồi hãy xích lại gần em. Cô sợ biết sao không, cô quạo lên cô nạt nó cái nó đi mất làm sao. May ghê đó, cô giữ khoảng cách với nó mà giờ nó còn ngồi đó đó quý vị. Chứ gặp mà từ đầu mà cô cho nó đến gần cô, bữa nay đâu gặp mặt bé Dương nữa đó. Cái nóng tính này, nóng là dễ đốt cả rừng công đức. Đời mình nó dễ nhất là dễ sân quý vị, không phiền nạ, không vừa lòng một chút là quạt lại liền, không phiền lòng, không có vừa ý một chút là bắt đầu bật ngược lại liền. Đó là cái bản năng của mình, câu sanh phiền não. Giờ mình thấy mẹ mà mang thai em bé không, cái mấy em bé nhỏ nhỏ mà có em ha, mẹ mà dạy ngoan mà em bé chủng tử tốt thì sanh em ra là thương em, chăm em rồi. Chứ mà có nhiều em bé là mẹ mà đẻ em cái nó bắt đầu là ganh tị với em đúng không, mẹ tới mà nựng em bé là đẩy ra cấu nhéo em bé. Rồi cô có cái chị bạn thân nè, đưa hình mà mẹ chụp với em bé mà ghẹo nó ha, là thật ra cái em bé đó là nó hồi nhỏ đó, nhưng mà đưa hình mẹ chụp với em bé là xé cái tấm hình nhé đầu em bé, dí em bé. Nó là sao đó, cái ganh tị đó. Cái ganh tị đó là mẹ phải thương mình con thôi, mẹ không có được thương em bé đó. Có những cái nhiêu đó thôi là mình thấy sao mà em bé mới đẻ ra 2 tuổi ai biết dạy nó cái đó, ai dạy nó cái đó. Cái đó gọi là câu sanh phiền não, đẻ ra nó đã có dục, đẻ ra nó đã có sân rồi. Cho nên để mà mình đi ngược cái bản năng này, nó cần cả một cái công phu thật sự luôn, nó cần cả một công phu đó quý vị. Sơ hở là bị phiền não dẫn lối liền, sơ hở là bị mất chánh niệm liền, mà mình không thấy sợ chỗ đó, mình cứ lo nhìn lỗi người ta thôi. Sơ hở cái là dục nó khởi lên, sơ hở một cái là sân nó khởi lên. Mà quý vị biết thường những khi mà mình nóng mà mình phát ngôn á, là nó rất hại. 90% á là đổ vỡ mối quan hệ và tan, là mất hết cái công đức. Mình ráng nhịn qua một nhịp, cái tập như vậy mới được. Riêng cái chữ sân với dục này cô giảng phải 4-5 bài rồi, cho quý vị ráng nghe lại. Vị nào bây giờ tìm không có thì gửi vô cái Facebook Giác Lệ Hiếu, thì á Phụng Sự Duyên sẽ gửi đường link những cái bài giảng này cho quý vị. Cô nói rồi, 5 cái hạ phần ký sử này cô giảng suốt 3 năm trời Phật học phổ thông. Đó là cái thềm thang căn bản nhất giáo lý, cái cửa ngõ đầu tiên để vào đạo. Cho nên cô dành hết cái công sức, cái thời gian, cái tâm huyết của mình, cô giảng cái chuỗi bài này. Quý vị mà Phật tử là phải nghe lại cái chuỗi bài này suốt 3 năm trời ròng rã. Cho nên nó là những cái năm hạ phần ký sử nên cô không giảng nữa. Nhưng mà quý vị biết là chúng ta nó không có mặt, chỉ khi nào mà nó ông Malunkiya ổng hiểu lầm cái chỗ là chứ khi nào ông sân thì ổng mới bị hạ phần ký sử trói buộc. Còn lúc ổng không có sân có nghĩa là ổng rất là chánh niệm tỉnh thức. Cái này là quý vị, như nãy cô nói đó, không phạm giới thì có nghĩa là thọ giới không có đúng. Quý vị đâu có giữ cái gì đâu, quý vị đi ngủ mà. Quý vị giải đãi gần chết như Đức Phật mới thấy như vậy đó. Cho nên quý vị mà giữ giới bát quan trai phải hết sức là cẩn trọng. Có cơ hội để phạm giới mà mình không phạm giới, mình giữ vững lập trường, gọi là mình đi ngược lại cái bản năng câu thúc của phiền não đó. Cô hay ghẹo quý vị là đi ngược đời đó, ngược dòng đời đó, là ngược đời đó. Tức là đúng ra phải tham thì mình không tham. Trời ơi, thấy cái món này lên ngon quá, phải giấu chứ, phải ăn thêm một miếng nữa. Mình không thèm tham. Thấy cái sân khởi lên, người ta đụng vô mình một câu, mình phải chửi lại chứ, mình chửi hơn được mà. Mình không thèm sân. Cái lúc đó mới gọi là giữ giới. Chứ còn không phải là thọ được xong 8 giới đi ngủ một giấc 8 tiếng đồng hồ sao, vậy xả giới là giới pháp trọn vẹn đâu được miếng nào đâu. Rồi nếu vậy là sao, con chó con mèo nó cũng đâu có phạm giới đâu. Đúng không? Giống như Đức Phật nói, giống như là nếu mà nhúng nước vô cái sông Hằng mà nó rửa trôi tội lỗi á, vậy mấy con cá ở đó nó phải thành Phật trước chứ. 24 tiếng đồng hồ nó nhúng ở trong nước sông Hằng mà đâu có con cá nào thành Phật đâu, đúng không? Mà mình cứ vẫn lừa dối bản thân mình vì những chuyện này là sao? Mà khi cô nói ra là giận cô là sao? Em chỉ nói sự thật thôi đó. Đức Phật đưa cái ví dụ như một đứa con nít.
Một đứa con nít nó nằm ở đó, nó ngây thơ, nó 2 tuổi, nó 3 tuổi thì nó làm cái gì mà có cái kiết sử này? Nó làm gì mà có dục, có tham, có giới cấm thủ, có biên kiến, có hoài nghi? Con nít nó chỉ có biết tới giờ nó mắc bú là nó khóc, đặng má nó cho bú. Tới giờ nó mắc tè là nó tè, xong nó khóc đặng má nó dọn. Nó chỉ có vậy thôi chứ nó đâu có nghi ngờ, không biết lớn lên mình có làm diễn viên điện ảnh được không, biết lớn lên mình có làm hoa hậu, có con nít nào vậy không? Không. Vậy rồi nói mấy đứa con nít này là nó được thoát khỏi năm cái hạ phần kiết sử này hả? Đâu có. Nó chỉ ở cái dạng tùy miên. Tùy miên là gì? Ngủ ngầm. Tùy miên là thuật ngữ Phật giáo. Tùy miên có nghĩa là ngủ ngầm. Quý vị cũng vậy. Hiện nay quý vị đang ngồi trước mặt cô, có ai nổi sân không? Nói thiệt em nghe. Bực ghê, đâu có tính vô ngồi nói đâu. Bà bị mấy đứa nó lùa vô đây. Sân ngầm ỉ. Có ai không? Hoặc là ngồi ngay đây, có ai nào đang thân kiến hoặc là giới cấm thủ hoặc là hoài nghi gì không? Ít ra cái giờ quý vị nghe pháp thoại với sư cô 50 phút thì quý vị sẽ không bị năm cái hạ phần ký sự này nó trói buộc, đúng không? Nhưng mà có phải là quý vị đã làm chủ được sân, làm chủ được dục hết chưa? Chưa. Ten một cái coi, hết giờ pháp thoại cái coi, mắt nói lên liền hà, mắt nói tiếp hà. Vậy là mình đã, vậy là cái năm hạ phần kiết sử đó, nó có trói buộc mình không? Nó vẫn còn. Nhưng mà nó ở cái dạng gì? Ngủ ngầm. Ngay trong cái giai đoạn này, ngay trong cái sát na này, ngay trong cái thời điểm này, nó chưa bộc phát thôi. Nhưng mà quý vị đã chuyển hóa được tận gốc nó chưa? Chưa hề. Đức Phật mới lấy cái ví dụ em bé, cái đứa trẻ nít nó nằm e đó, đó. Nhưng mà nó vẫn bị trói buộc như vậy. Cho nên ở đây sau khi mà Đức Thế Tôn giải nghi cho Malukya về những cái thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham và sân, là cái sai lầm của ông khi nghĩ rằng khi mà mình không bị những cái này nó trói buộc thì mình được giải thoát là chưa phải ha. Thì Đức Phật quở trách ông vì cái suy nghĩ của ông nó giống như là một cái đứa trẻ con á, là như bình thường là nó không có năm hạ phần ký sử, nhưng mà thật ra là nó ngủ ngầm thôi, như sư cô nói đó. Bây giờ cô ngồi đây với quý vị, cô còn sân không? Dạ vẫn còn chứ. Nhưng mà nó có ngủ ngầm không? Nó có bộc lộ không? Không. Ngay giây phút này cô đang nói pháp, mắc gì cô sân? Cô không có sân lúc này. Nhưng mà thử tới chiều đi ha. Thử tới chiều mà cô ra cái bếp hoặc là cô ra cái nhà vệ sinh đi ha, mà nó tày quầy là bắt đầu có rồi đó. Nó bắt đầu nó hiện hình liền, đúng không? Nó hiện lên ngay lập tức. Vậy thì cô còn sân không? Còn nguyên ha. Có nói cái dạng nó ở ngủ ngầm thôi. Vậy thì ở đây Đức Phật chỉ cái đường tu. Được một cái là Đức Thế Tôn không bao giờ mà dừng lại ở cái chỗ mà chỉ ra cái vấn đề không, mà Ngài còn chỉ cho mình luôn cả cái phương pháp để giải quyết vấn đề đó. Cái này cô đã nói rất kỹ cũng trong chuỗi bài Phật học phổ thông, đó là tứ diệu đế. Đầu tiên là Đức Phật nói về khổ đế. Đức Phật bày ra khổ là thực trạng, là chân lý của cuộc đời nè con. Có những cái khổ như vậy đây, quá chừng khổ luôn. Cái mấy người nghe tới đó, trời ơi, Phật gì mà đi vô chùa gì mà khổ 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 hoài, khổ quá trời khổ, bi quan yếm thế quá, bắt đầu chửi Phật giáo bi quan yếm thế. Là tại không nghe ba cái phần sau. Đức Phật dạy cho mình cái khổ là chân lý của cuộc đời. Nhưng Ngài không chỉ dừng ở đó, Ngài nói luôn tại sao chúng ta khổ. Đó là tập đế, nguyên nhân của những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Giống như mình tới bác sĩ ha, bác sĩ khám cho mình, bác sĩ nói mình cái bệnh gì gì vậy đó. Bác sĩ đâu có dừng lại đó, bác sĩ giỏi thì bác sĩ sẽ nói là tại sao có cái bệnh này, đúng không? Do ăn uống ngủ nghỉ hoặc tiêu thụ rượu bia gì như thế nào đó cho nên gan ông trở nên như vậy. Vậy thì bác sĩ còn chỉ luôn cả cái nguyên nhân gây bệnh cho mình. Như mình phải biết nguyên nhân gây bệnh mình mới có thể trị bệnh cho tốt được. Tương tự như vậy, Đức Phật là một bậc đại y vương, tức là một bác sĩ giỏi nhất trong tất cả các bác sĩ, chữa được tâm bệnh và cả thân bệnh. Cho nên Ngài không bao giờ bày ra cái trạng thái bệnh rồi Ngài để cho nó bơ vơ như vậy hết. Ngài chỉ ra cái thực trạng khổ đau, Ngài chỉ ra cái nguyên nhân tại sao khổ đau. Xong rồi Ngài mới nói đến, vậy có thể nào thoát khổ không? Có chứ, Đức Phật dạy đạo đế là con đường để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Nhưng mà mình ngơ ngơ ngác ngác, mình học hai phần đầu mình chán quá trời chán rồi, mình nói Đức Đạo Phật bi quan yếm thế, giờ nghỉ học. Vì mà tử khổ không hà, thôi sống đời này biết đời này đi, sống ngày nay biết ngày nay thôi, biết sống tới ngày mai không, để củ khoai tới ngày mốt. Khi mình vẫn cứ ăn xài xa dọa, mình vẫn cứ việc ác mình làm, là do mình không học cái đoạn sau. Đức Phật dạy là sao? Cái cách để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau nữa mà, đó là đạo đế. Ở đây cũng vậy, Ngài chỉ rõ là cái trạng thái năm hạ phần kiết sử này không dễ đoạn trừ. Nó chỉ ở cái trạng thái ngủ ngầm tùy miên thôi. Nhưng mà Đức Phật chỉ tiếp cho mình cái con đường để mà chuyển hóa cái nỗi khổ niềm đau này. Nhưng mình phải nghe cái này. Có cái con đường quý vị, có cái con đường để đoạn trừ năm cái hạ phần kiết sử này. Đức Phật đưa một cái ví dụ hình tượng, giống như mình muốn có cái lõi cây thì mình phải lọc hết những cái vỏ ngoài cái lõi cây, đúng không? Bây giờ mình chặt cái cây ra, đúng không? Mình muốn lấy cái lõi cây bên trong thì mình phải lột hết cái gì? Lột hết cái vỏ cây bên ngoài. Đơn giản quý vị mà gọt cái trái gì? Gọt trái thơm thôi, đúng không? Thì mình muốn lấy cái cùi thơm bên trong thì đầu tiên mình cũng phải gọt hết cái vỏ thơm bên ngoài, mình bỏ. Vậy
Trước hết, Đức Phật dạy bây giờ muốn bỏ 5 cái hạ phần kiết sử này phải làm như nào? Đầu tiên, nè các thầy tỳ kheo, làm như sao? Phải có thái độ thích thú lắng nghe giảng pháp liên hệ đến đoạn trừ kiết sử. Nghe có ai bị nhột nhột chưa? Giờ tại hiểu tại sao cứ 1 giờ chiều cô lôi lại ra nghe pháp thoại chưa? Là cửa ngõ nè. Muốn gọt cái cây ra thì chặt cái cây đầu tiên phải có gì, có con dao chứ, đúng không? Bây giờ muốn chuyển hóa khỏi nỗi khổ niềm đau, không muốn nghe pháp, không muốn nghe pháp lấy gì biết đường tu? Biểu nghe thôi, chỉ pháp hành đi. Giờ mà còn học pháp gì, hành thôi, có pháp hành là được rồi. Ghê lắm. Không học lấy gì hành. Giống như giờ kêu học tiếng Hàn đi, cái kêu nè chị để em chị nghe nha, đi mua cây viết với lại cây bút đi em chị 20 mấy chữ cái này nguyên âm phụ âm nè. Thôi chị nói đi, nói đó đàm thoại được á. Giờ mà học cái chữ cái, không học chữ cái lấy gì đàm thoại, lấy gì đọc? Giống như vậy, giờ thích không khổ, ai tới chùa cũng cầu Phật gia hộ cho con được bình an hạnh phúc, mọi điều như ý hết trơn á đó. Cái cô nói lại ngồi nghe pháp thoại đi, cô không hiểu gì hết à, con muốn cái này nè. Cô biết rồi, cô hiểu đó, cô nhưng mà lại đây ngồi nghe pháp thoại đi, không bận lắm. Giờ quý vị phải tin là Đức Phật chính Ngài, kim ngôn của Ngài nói đó, trước hết là phải có cái thái độ thích thú lắng nghe giảng pháp liên hệ đến đoạn tận, cái đoạn trừ kiết sử. Phải nghe trước, nhà Phật lúc nào cũng dạy gì? Văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Đầu tiên là văn tuệ, văn tức là nghe. Nghe, nghe nhiều, nghe không có chỉ là nghe, bật lên nghe không, mà quý vị đọc như vậy cũng có thể là nghe không. Văn tuệ tức là mình tiếp thu bằng mắt, bằng nghe, bằng nhìn, bằng mọi cái hình thức bên ngoài, gọi là quán học đa văn, tức là nghe nhiều, học rộng. Ai được nổi tiếng là nghe nhiều, học rộng nhất ở thời Đức Phật? Giỏi, Ngài A Nan. Đức Phật ví A Nan, trí nhớ của A Nan như một cái biển lớn mà pháp của Như Lai rót vào đó, nó không rót đi một giọt bên ngoài. Toàn bộ kinh sách của ngày hôm nay mình đọc được đều bắt đầu bằng chữ như vậy tôi nghe. Ai nghe? A Nan nghe. A Nan nghe và trùng tuyên lại y chang ngày ngài nghe, nhưng mà ngài không rót ra một chữ nào, nghe tới mức độ đó chứ. Chứ không phải nghe với cái trí tuệ bắp vế, trong kinh có nói cái dạng trí tuệ bắp vế, trí tuệ lộn ngược, trí tuệ bắp vế là sao? Nghe xong rồi nó tuột xuống, nó đứng dậy cái nó rớt xuống. Tức là cũng có nghe, nghe xong ra tới cửa hỏi nay cô giảng bài gì, có giảng vui lắm, hỏi cô giảng gì, không có nhớ luôn. Là trí tuệ bắp vế đó, đứng dậy cái nó tuột xuống à, nói vậy chứ ngồi nghỉ đứng, lết rớt ra cửa cho nó khỏi rớt. Không phải vậy, nghe là phải cho nó vô trong, a lại gia thức, trong tiềm thức này nè, đó là nghe. Cô mới nói đó, văn tuệ. Đức Phật dạy đầu tiên là phải nghe cho nhiều, nghe cho nhiều mình mới có được cái tư duy nó sâu sắc, nó thấu đáo được. Mình nghe nhiều rồi mình mới biết là à, cái này đúng, cái này sai, cái kia phải, cái này trái, cái này là nhân quả, cái này là phi nhân quả, cái này là như lý tác ý, cái này là phi như lý tác ý. Mình phải nghe mình mới có tư duy xong rồi mới tu. À, cái này nó hợp lý nè, cái này nó hiệu quả nè. Đem nó ứng dụng hành trì, cái đó gọi là tu. Thì cái công đức, cái đoạn này mới phát sanh nè. Phát sanh công đức là chỗ cái đoạn tu nè quý vị. Nhưng mà trước khi muốn tu cho có công đức thì phải sao? Phải nghe và tư duy cho thấu đáo chứ. Giờ cô biểu vô nghe pháp thoại không nghe. Cô nói học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Cô nói vậy thôi chứ con thấy thời pháp thoại nó buồn ngủ muốn chết. Không thấy. Đó là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Ông ấy đem cherry, đem chè cháo gì ra ăn mới thấy hưởng thụ thiệt sự chứ. Cô ngồi nói đây khô cổ không thấy hưởng thụ gì vui chân. Rồi quý vị phải khởi được cái lòng muốn nghe. Muốn nghe cái cách để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Đó là cái cửa ngõ đầu tiên để vào đạo. Như là trước hết, muốn đoạn trừ 5 cái hạ phần kiết sử này, phải văn tuệ, phải nghe cho nhiều, phải tư duy cho kỹ lưỡng, rồi mới áp dụng hành trì. Đức Phật nói nghe xong rồi thì sao? Có thái độ thích thú lắng nghe giảng pháp. Sau đó thì sao? Con đường ấy mới biết phải đoạn trừ như thế nào. Viễn ly các sanh y, đoạn trừ các bất thiện pháp, hoàn toàn an tịnh thân thô ác hành, ly dục ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, với hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm có tứ. Tức là sao? Lúc này bắt đầu nghe cho nó lắng trong rồi thì mới hiểu được, mới quán được là sắc thọ tưởng hành thức ngũ uẩn này nó đều là khổ vô thường. Nó như bệnh, nó như cục bú, nó như mũi tên, nó như cái tai họa, nó như một cái nỗi buồn đau, nó trống rỗng, nó vô ngã. Mình mới không chấp vào nó, chứ không mình còn chấp thân mình ghê lắm. Mình không nghe cho kỹ, làm sao mình quán cái sắc, cái thân này là vô thường được? Không có vô thường, cái thân này là của em. Cái thân này của em chứ, mà đặc biệt là nếu mà sinh ra mà lỡ mà cao, da trắng, tóc dài, đẹp, nó càng thương cái thân này chứ.
sao vô thường được cô, trời xinh xắn muốn chết đi mà cô cứ nói vô thường. Và Đức Phật nhìn cái bà Magandhya, bà đẹp nhất xóm, bà đẹp nhất vương quốc luôn. Xong Đức Phật nói, này cái đẩy da hôi thối kia, sờ bằng chân tao cũng có sờ, thôi đừng đi quyến rũ Như Lai. Bà ghim cái đoạn này trong bụng, mai mốt bà ghét quá, bà nghĩ cưới Đức Phật. Tại vì ba má bà coi tướng giỏi, ba má bà là thầy coi tướng, mới thấy là coi tướng Đức Phật là bậc rất là ngầu trong xã hội rồi, cho nên nhất quyết là gả con gái mình mà cành vàng lá ngọc, mà quốc sắc thiên hương, mà đẹp khủng khiếp như vậy mà. Cho nên chỉ gả cho Đức Phật mới xứng đáng trong cái tầm dốc nhan sắc của con gái mình thôi. Cái bà súng xính váy áo, bà đi theo với Đức Phật nói, này mà anh đi ra cái đẩy da hôi thối kia, Như Lai không có sờ vào ngón chân luôn. Bà nói, cái ông sa môn này thật là ngốc nghếch, dám ví cái sắc đẹp của ta mà như cái đẩy da hôi thối. Xong bà nghĩ gả cho Đức Phật, bà gả cho vua ưu điền, bà lên làm thứ hậu, là chỉ sau hoàng hậu thôi mà được vua cực kỳ cưng chiều. Xong bà lên được cái ngai cao nhất, điều đầu tiên là bà làm trả thù Đức Phật, bà thề giang hồ chửi Đức Phật. Đức Phật cứ đi khất thực vô thành, bà thề giang hồ, bà kêu kiếm cái gì tục tiểu dơ bẩn nhất, chửi chửi từ 7 ngày 7 đêm, chửi 7 ngày 7 đêm như vậy, chửi mà muối mặt không kịp, chửi mà Ananda nói, thôi Đức Thế Tôn ơi, mình đi chỗ khác xin ăn đi, chỗ này người ta chửi mình dữ quá, ta đã không cho cơm mà người ta còn chửi vuốt mặt không kịp. Đức Phật nói chứ giống như này Ananda, giống như một cái vị lương y á, học cái y thuật xong, cái ngành thuốc xong, cái dán cái biển hiệu trước cửa nhà mình, ở đây chỉ chữa cho người lành bệnh thôi, người nào mà có bệnh đừng tới đây. Có lương y nào làm vậy không? Không. Lương y là học y thuật để chữa cho người có bệnh. Rồi bây giờ người có bệnh tới cái mình chê, thôi bệnh nặng quá, chữa mệt lắm, đi về đi. Có lương y nào vậy không? Không. Đức Phật cũng vậy. Đức Phật chữa bệnh cho người có đầy tham, đầy sân, đầy si, đầy phiền não cơ mà. Xong rồi cái đám phiền não vô minh nó đến, nó gặp, nó chửi Đức Phật, cái nó thôi mấy mày phiền não vô minh quá, thôi đi về đi, không độ đâu, đi qua thành khác độ. Đệ tử Đức Phật thiếu gì là quý sơ tộc, quốc vương, trưởng giả, đại tỷ phú, cấp cô độc nữa. Đi đến mấy cái thành đó là người ta cung kính cúng dường. Đức Phật có làm vậy không? Đức Phật nói, A Nan, chẳng lẽ mình chỉ đi đến cái chỗ mà người ta biết pháp, Phật biết pháp, biết tăng, biết tin nhân quả rồi mình độ hả A Nan? Người ta càng vô minh người càng thương chứ. Nhưng mà A Nan ơi, không có ai mắng chửi Đức Như Lai quá 7 ngày được trơn hết. Đó là cái công đức của bậc chánh đẳng chánh giác. Tới ngày thứ 7, mọi thứ nó đều triệt tiêu. Mà thiệt, bà thuê giang hồ chửi 7 ngày 7 đêm. Mấy giang hồ này lần đầu tiên trong cuộc đời nhận lương rất là cao, chửi nhiệt tình như vậy. Đối phương chẳng những không phiền, không giận mà còn rất từ bi và hoan hỷ, nhiệt tình cười với mình nữa. Mấy giang hồ nó mệt quá, nó nghỉ chửi. Thấy mình xúc phạm với một cái bậc quá là đức độ đi, không mở miệng ra chửi được nữa luôn. Thôi bây giờ nghỉ lấy tiền của thứ hậu, không lấy tiền nữa, giờ không chửi được, cái vị này không chửi được. Cho nên tới ngày thứ 8 là Đức Thế Tôn đi vô thành khất thực, không ai chửi nữa trơn, ta cho cơm ăn lại. Chứ quý vị thấy không? Thương vậy chứ. Mình phải có. Mà cái bà này tại sao bà chửi Đức Phật dữ vậy? Tại Đức Phật chửi bà là cái đẩy da hôi thối. Mà nếu như bà phát hiện ra bà thiệt sự là cái đẩy da hôi thối thì bà có ghim Đức Phật vậy không? Không, tại vì không chịu nghe, không chịu tư duy luôn. Nghe người ta nói một câu ngược ý với mình, bả cái sắc đẹp của bả là khuynh nước khuynh thành. 10 người gặp là 10 người siêu đổ, 10 ông vua gặp là 10 ông vua muốn cưới làm hoàng hậu, chưa có một ai dám nghi ngờ và chê bai về cái nhan sắc của bả ngoại trừ Đức Phật. Bả mới tức dữ vậy chứ. Sao cái ông Cồ Đàm này không nhìn thấy ta đẹp hả? Nhưng mà trong con mắt của Đức Phật, một bậc chánh đẳng chánh giác có đẹp có xấu ở chỗ này không? Máu mũi đờm dãi, nước miếng nước mũi, mồ hôi nước mắt, chính lỗ nó bài tiết ra toàn cái thứ hôi thối dơ giấy, thật ra chỉ có cái lớp da bên ngoài thôi, lóc cái lớp da ra bên trong, mở máu đờm nước giải phân tiểu tùm lum tá la. Với con mắt của bậc chánh đẳng chánh giác, đúng là nguyên cái đẩy da hôi thối. Bả tắm bả thơm là do bả tắm, chứ thật sự bả không tắm thử 2 ngày coi bả còn thơm không. Mình ở đây ví dụ không tắm 2 ngày còn nghe được mùi không, sợ luôn á chứ. Vậy mà mình có chịu mình hôi không? Không. Sáng dậy không đánh răng có dám nói chuyện với ai không? Mình có công nhận mình hôi không? Vậy mà không. Đánh răng xong rồi cái xúc miệng xong, trời mình thơm muốn chết, sức sức nước bông nước qua, mình tự tin quá trời. Cái ai nói mình hôi cái mình giận à. Đức Phật nói cái bà này một câu cái đẩy da hôi thôi, nó giận nó chửi 7 ngày 7 đêm. Là tại không có cái trí tuệ để quán chiếu được các cái sắc này là vô thường, là khổ. Mà chẳng những nó vô thường rồi, nó còn là cái cục u bú gây đến khổ sở cho mình nữa. Tại có thân nên mới khổ vì thân nè. Có cái thân này cho nên mới phải tắm nè, mới phải gội nè, cảm mới phải cạo gió nè, mới phải xông hơi nè, bệnh mới phải mua thuốc nè, đúng không?
cô cũng có cái thân này cho nên ngày cô cũng phải tắm một lần chứ không thôi là thúi hình sao dám gặp quý Phật tử, đúng không? Cô cũng có cái thân này cho nên nó là ví dụ là mệt lắm rồi, không có muốn ăn luôn á, muốn nằm ngủ cho xong đi, nhưng mà cũng vẫn phải ngồi dậy ăn. Tại sao không ăn nó lã người luôn, nhất thiết chúng sanh gia y ẩm thực. Quý vị có muốn lao động mệt mỏi khổ sở bán mạng bán sức trên trên công trường nắng nôi vậy không? Không, nhưng mà tại cái miệng này nó không chịu nhịn ăn lấy một ngày. Lạy trời á, ví dụ mà không phải ăn có cần phải làm cực khổ vậy không? Không. Mà nó có chịu ngừng ăn cho mình một ngày không? Không luôn chứ. Trời ơi, những người mà tuột canxi, tuột đường thứ coi, nhịn ăn một bữa thôi, tối tăm mặt mày té xỉu rồi. Có muốn hay không muốn cũng phải trồi đầu lên ăn. Cho nên cái thân này có phải là cái cội nguồn của khổ đau không? Rồi tới lúc mình bệnh đi, trời ơi, ta nói nhức cái răng thôi, nhức cái răng thôi có chịu được không? Nó nhức lên tới từng cái hệ thần kinh luôn á. Rồi bao nhiêu tiền ở đây mà bất hợp pháp, mà không có bảo hiểm, mà thậm chí có người có bảo hiểm đi mà không có bảo hiểm nha khoa đi. Đi bệnh viện mà bên đây đi nha khoa một cái thì quý vị thấy tiền nó đau không? Ra ký tên mà nó không có đau răng mà nó đau bụng. Thì trả xong cái bill tiền làm răng là lúc đó cái răng hết đau mà xót ruột quá, đau bụng luôn đó quý vị. Sao cười vậy? Con nói đúng không? Thiệt luôn á. Vậy nó có phải là nguồn gốc của mình khổ đau không? Rồi ví dụ tại cái thân này nè, cái thân này á, trời ơi cô ơi, em á chịu chịu đói được chứ em chịu nóng không có được. Em ngồi ở chỗ mà nóng em không chịu được, cho nên á cái xe em phải máy lạnh, cho nên phải sắm cái xe xịn không? Trời, mà muốn sắm cái xe xịn phải sao? Phải làm cực lực mới có tiền sắm cái xe xịn chứ. Sắm cái xe xịn cái ghế nó mới êm, ngồi cái xe đó không có mùi, nó cao, không bị say xe, cực vậy luôn á. Đáng nghèo rồi còn nhà lính rồi tính nhà quan nữa. Ngồi cái xe xấu, xe buýt là không được, say xe, cái là phải sắm cái xe xịn ngồi mới được, đúng không? Nó gian nan vô cùng. Rồi đi phá tu cũng vậy, ai ta cũng trải cái chiếu, ta lăn ra ta nằm. Không được chị ơi, em ngủ vậy không được, em phải có cái phòng, em phải có cái nệm, với em phải có cái gối ôm nữa chị. Không có cái gối ôm em ngủ không có được. Đó là cũng do đứa nào? Thằng thân này nè. Hồi xưa sư cô cũng vậy đó, hồi nhỏ chắc má cho gối ôm ngủ hay sao, tới lớn cô vẫn ôm gối cô ngủ cái gì. Tới hồi cô đi tu sư bà thấy cô tha cái gối ôm vô là liền cái gối ôm ngay mà luôn. Rồi xong đêm đầu tiên không có gối ôm không ngủ được thiệt. Wow, mình mới thấy là đúng rồi đó. Mình bỏ hết công danh sự nghiệp, bỏ hết tiền tài danh vọng, bỏ luôn cái mái đầu nè cạo ngày xưa, trời ơi nhuộm uống dũi đủ thứ, neo nếp các kiểu. Giờ cạo tóc rồi thấy phẻ ơi rồi phẻ vậy. Tới tối gì ngủ không có cái gối ôm ngủ không được. Ghê không? Vậy bởi lạy Phật hôm nay, cầu đạo hôm nay được cạo đầu. Nhưng mà cạo đầu không phải cạo tâm đâu. Cạo tâm chưa chắc là do cạo đầu, mà cầu đạo hôm nay mới được cạo đầu. Cầu đạo hôm nay mới được cạo đầu, mà cạo đầu có phải cạo cái tâm mình chưa? Chưa cạo được, chưa cạo được cho nên tối ngủ không có cái gối, ngủ không được. Bây giờ cô mới dám nói chứ ngày xưa làm gì dám nói. Bắt đầu ngủ không được mà vẫn không quen với cái việc mà không có gối ôm, mà trong chùa thì còn lâu mới có được ngủ ngủ mà ôm gối ôm. Sư bà là bắt nằm nghiêng cái dáng con sư tử đó, nằm nghiêng bên tay phải đó, nằm mà ngửa tung chân ra nửa đêm. Là sư bà đi tuần liêu mà biết rồi, quý vị biết là hành điệu ở Việt Nam nó rất là cực. Từ ban ngày là 3 giờ sáng là dạy công quả công phu, làm tới tối mịt 10 giờ, 10 giờ rưỡi cấp tác, rồi phải học kinh, phải học luận, phải học chú tỳ ni, phải học chú ý đủ thứ, 4 bộ luật tiểu. Học quá trời, làm quá trời, tới tối đi ngủ cũng không yên nữa. Tối là sư bà cầm cái roi đi tuần liêu, đi ngang cái liêu nào mà nó ngủ không đúng tư thế, quất. Giót giót vậy đó, trời bị ám ảnh, bà nghe cái tiếng roi quất lên là bà tỉnh hẳn người luôn á. Cho nên là chẳng những không được ôm gối ôm rồi, mà ngủ cũng phải đúng tư thế nữa chứ không là bị quất. Mà sư cô thiệt sự là không có ngủ mà không có gối ôm được. Bắt đầu mấy cái sư cô xung quanh biết mà đêm mình ngủ không được là ban ngày mình rất là căng thẳng. Cái mấy sư cô xung quanh nó thương, mấy chú điệu với nhau mà trời bao che ghê lắm. Cái mua cái gối con gấu bông, cái hình con cá heo, cái con gì dài dài đặng giấu ở dưới rương, giấu ở dưới rương đem ngủ đem ra để ôm nó như vậy, đắp cái mền lên sư bà sẽ không thấy, đúng không? Còn lâu lấy giải thưa mà che mắt thánh. 4 con gấu bông đều bị sư bà tịch thu hết quý vị. Tới cái con gấu bông thứ tư bị tịch thu, cô mới nói với cái cô bên cạnh á, thôi đừng mua gấu bông cho em nữa, em sẽ quyết định ngủ không có gối ôm. Là cô ngủ không có gối ôm được tới bây giờ. Đó quý vị thấy, có một cái gối ôm thôi đó. Mà trong khi mình bỏ hết bao nhiêu danh vọng sự nghiệp, đầu tóc gì mình cạo vơ vất hết rồi đó, mà vô không có cái gối ôm cái ngủ không được à? Là đứa nào đã chi phối mình vậy? Mày cái thằng thân này nè, nó là cội nguồn đó, tại cái gối ôm mà bị quất đó. Mà tại gối ôm mà ngủ không được đó, vì mình có làm chủ được không? Cho nên chắc là hồi đó cô đi tu cô bị khó vậy, nên giờ mấy đứa mà nó vô mà nó xin xuất gia, nó tập sự, nó gặp cô không dám dạy, cô không dám nhận đệ tử luôn. Tại vì cô dạy y chang vậy, nó đi mất tiêu, nên sợ quá trời. Rồi quý vị thấy, nó thật ra cái thân là nguồn của khổ đau, chứ không phải là nguồn của hạnh phúc đâu ha. Bệnh đau, rồi chính vì cái thân cho nên mới sao? Mới biết yêu, trời, gian nan. Thấy cái đoạn này nữa.
Mẹ cha thì nhớ thương mình, mà mình thì nhớ cái người dân xa xôi đó. Không thương những kẻ thương mình, lại thương những kẻ nhìn mình thờ ơ. Tự nhiên bao nhiêu người đeo đuổi không thương, thương trúng cái thằng mà nó hết sức là kiểu mà trăng hoa đó, ở trăng khoảnh ly đó. Biết trăng hoa vậy mà vẫn yêu sống yêu chết là do sao? Nó có thân này nè, muốn thỏa mãn được cái dục vọng của cái thân này nè, thỏa mãn được cái con mắt nhìn trai đẹp nè, mê trai đầu thai mới hết đó, mấy đứa nhỏ nó nói đó. Tại sao cái anh kia không thích mà thích cái anh này? Do mê trai. Nó thỏa mãn cái con mắt nhìn nè, rồi thỏa mãn cái lỗ tai thích nghe khen nè. Ảnh thì trăng hoa quá trời, mà được cái mấy người trăng hoa là dẻo miệng nữa, nói câu nào cũng vừa bụng hết trơn á, nói câu nào về cũng nhớ nhung hết. Giờ sao, thích quá rồi, thích thì phải nhích thôi. Cho nên khổ từ chỗ này nè. Mà nếu mà nói ê, cái đẩy da hôi thối này gây khổ đau cho ta, giận à nha, nó không có trúng. Em đẹp vậy mà. Đó như cái bà Thứ Hậu Magandhia thù Đức Phật sao vậy. Cho nên từ bữa cô đọc cái bài đó xong, cô không bao giờ diễn tả cái xấu của phái đẹp hết trơn. Tại cô biết cái phái này mà đụng vô mà chê xấu là giận hoài vậy. Cho nên không có cách, không có nói. Chỉ chỉ cái bài đó về tự đọc thôi. Đó, Đức Phật dạy sao? Phải quán được sắc thọ tưởng hành thức là vô thường, là khổ đau. Quý vị phải quán được, thấy như vậy, thấy như vậy mới bớt mà tham chấp, mới chứng được các tầng thiền. Thì sau đó tùy vào cái căn cơ của mình, tùy vào cái căn tính, cái sai biệt cho căn tính, thì người mà chứng được tâm giải thoát, có người chứng được tuệ giải thoát ha. Đó. Rồi sư cô giảng qua cái phần này để quý vị biết là phải nghe nhiều, tư duy cho thấu đáo, rồi mới ứng dụng thực hành được, mới thấy được sắc thọ tưởng hành thức nó là cội nguồn của khổ đau như thế nào. Đó là hết cái bài kinh này. Bây giờ mình sẽ tổng kết bàn thêm. Chúng ta thấy rằng đối với cái bài kinh tuần trước, bài kinh số 63, cũng cái tôn giả này đến làm eo làm sách với Đức Phật. Ngài mà không trả lời cho con 10 câu hỏi này ha, con trả y trả áo, con hoàn tục, con nghỉ tu. Nhưng mà cũng chính cái tôn giả này bây giờ ngồi xuống nghe Đức Phật dạy, khi mà những cái ngã tưởng đã lắng trong, đã lắng chìm xuống trong cái tâm thức của tôn giả rồi, những cái tư duy ngã tính nó không còn chi phối tôn giả nữa, thì tôn giả mới nhìn thấy được cái đạo trong cái lời dạy nó rất là bình dị, chân thật và hằng ngày của Đức Phật nói. Chứ khi mà cái ngã tính của mình nó còn bọc lên, nó còn lăng xăng lao sao vọng tưởng, muốn cái này tham cái kia, dục sân tầm tìm cầu các kiểu, chưa, cái lúc đó mình không thể nào mà mình giao cảm với Đức Phật được. Nói về các tầng thiền, nói về đoạn trừ các hạ phần kiết sử, rồi các cái cảnh giới thiền có tầm có tứ, hỷ lạc do ly dục sanh, định thiền có tầm có tứ, thì quý vị nghe rất là xa vời. Nhưng mà cô nói đó một cách giản dị cho cái lớp học mầm non của mình thấy rằng, khi mình cúi đầu xuống, chắp hai tay cúi đầu xuống trước Đức Phật, Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Phật và chúng sanh tánh thường rỗng lặng, thì lúc đó đạo cảm thông mới không thể nghĩ bàn. Mình muốn đạo cảm thông được với chư Phật chư Bồ Tát thì tánh của mình phải rỗng lặng như vậy. Tại sao hoa sen được lấy làm cái ví dụ hình tượng cho Phật giáo như thế? Bởi vì hoa sen nó rỗng ruột, cái đó gọi là không tánh. Khi mình thấy được tất cả các vạn pháp là nó là không, nó là khổ, không và vô thường, lúc đó mình bớt chấp mắt. Thì lúc này khi mà không còn cái ngã được, nó rỗng ruột như vậy rồi, thì chúng ta với chư Phật mới là đồng nhau không khác. Còn chừng nào mình vẫn còn thấy cái ngã và cái ngã sở, mình bị chi phối bởi dục, tham, sân, những cái mong muốn, những cái vừa ý, những cái thỏa mãn, những cái mắt, tai, nghe, nhìn, nói của mình, mà để cho tất cả đều phải vừa ý mình, thì chừng đó mình còn rất xa với chư Phật. Mình có cầu xin gì nó cũng rất khó là linh ứng ha. Có linh chứ không phải không, nhưng mà linh tại ngã, bất linh tại ngã. Tại sao có người đến cầu xin linh thiêng, có người đến cầu xin không được gì trơn, là do cái nỗ lực và cái giao cảm của mình với chư Phật ở cái mức độ nào ha. Thì sau bài kinh này thì tôn giả Malukya đã hạ thủ công phu và chứng được A-la-hán. Đây là bất lai quả rồi. Đây là không sanh, không diệt, không đến, không đi. Mà trong kinh hay nói đó là sao? Việc đã làm xong, không cần trở lại đời này nữa. Đây là cái đích đến, cái điểm mà tất cả hành giả chúng ta đều mong cầu. Phải nói đây là một cái kết thúc có hậu cho một cái vị tôn giả mà ban đầu đến với Đức Phật bằng đầy cái ngã chấp và tưởng tượng tư duy mờ ảo, và cuối cùng là trụ lại trong tăng đoàn được và có được cái kết quả rất là viên mãn cho ngài trong ngay tại hiện đời này. Qua cái toàn bộ bài kinh số 64 thì chúng ta thấy Đức Phật hiện lên như một cái bậc đại danh y, đúng không? Cô nói y sĩ, bác sĩ bình thường chỉ có chữa bệnh cho mình thôi, nhưng Đức Phật là bậc đại danh y, tức là một bậc y sĩ rất là giỏi. Ngài chữa được thân bệnh và cả tâm bệnh nữa, không chỉ chữa lành cái cơn khổ đau của mình, mà Đức Phật còn chấm dứt những cái cơn mê sản. Cơn mê sản là những cái nói nhảm trong tâm, những cái đặt câu hỏi mà siêu hình học, không dính líu gì đến cái đời sống này nè. Quý vị hoan hỷ, những vị nào mà đặt câu hỏi vấn đáp Phật pháp cho sư cô mà nó kiểu bay bay ở trên trời á, là không bao giờ em trả lời. Tại sao? Cái xuất phát điểm đã sai rồi, càng nói nó càng sai.
Giờ mình phải bỏ được những cái tư duy ngã tính lên thì mình mới gần với đạo được. Cho nên những cái câu hỏi đó sẽ không bao giờ được trả lời. Như một cái cơn mê sảng, các thầy, các tổ của mình dùng từ rất là hay đúng không? Đức Phật là đại danh đi, đã chữa bệnh phiền não khổ đau rồi mà chấm dứt được cái cơn mê sảng của bệnh nhân nữa. Nên những người mà đến đây mà chất vấn, cật vấn thế này thế kia, cô thấy giống như là người bệnh đang mê sảng vậy đó. Không biết mình đang nói gì, biết mình đang cần gì, không biết mình đang cần phải uống cái thuốc loại nào đó mà la một cái là bỏ chùa chạy. Cho nên quý vị cố gắng, thuốc đắng thì giả tật, sự thật thì mất lòng. Muốn mà về Tây Phương Cực Lạc hoặc muốn có được tự tài thông dong, nó từng chút đó là khổ hạnh công phu tu tập hàng ngày. Muốn làm chủ được cái thân tâm này để mà khi bệnh khi đau vẫn không quạo, không cào nhầu. Muốn làm chủ được cái tâm này để khi vô thường đến, bất như ý đến, mình vẫn điềm nhiên tự tại để mình qua được cái cơn đó. Nó cần cả một cái nỗ lực hàng ngày, chứ không phải là một ngày một bữa mà có được. Cho nên khi mà quý vị đang còn hữu duyên, nghe pháp thoại với sư cô, đang còn hữu duyên, đủ cái phước để mà tới chùa tu tập, cô một lần nữa khuyến tấn quý vị phải cố gắng hết sức, nỗ lực tinh tấn học pháp, hành pháp, hoằng pháp, hộ pháp, thì quý vị mới trọn vẹn được cái vai trò, cái trách nhiệm đối với chính bản thân mình và đối với người Phật tử ha. Kính chúc quý vị luôn tinh tấn cho tới cái ngày được giải thoát mới thôi, chứ không phải tinh tấn được một ngày một bữa rồi mai mốt là nghỉ, đó là chưa có tinh tấn thật sự. Một lần nữa cũng khuyến khích quý Phật tử ráng nghe lại Phật học phổ thông, chưa có bao giờ là quá muộn để bắt đầu học giáo lý Phật giáo cả. Vấn đề là mình có chịu học hay không. Mình phải học thì mình mới biết ứng dụng hành trì cho đúng. Chứ sư cô ở đây thì cũng bận tu cho bản thân mình, chứ cũng không thể nào mà tiếp hết được những cái tư vấn thắc mắc của quý vị. Quý vị học Phật nó sẽ có cái câu trả lời cho chính mình ha. Rồi cô dừng pháp thoại ở đây, quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng.